Xin chào các bạn. Thì cái video lần này thì Vũ sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng cái điều khiển tổng thể từ A đến Z trên cái con EV Electrovoid 30M vừa qua, và Vũ review khá là nhiều cho các bạn để tham khảo thêm. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn bao gồm chỉnh về cơ, thứ hai là chia sẻ vào một số tính năng ở trong cái chỉnh cơ bản ở trên cái smartphone này, và một số điểm lưu ý khi mà chúng ta sử dụng trên cái phần mềm này. Các bạn thấy cái mặt đây lâu rồi mình cũng sẵn tiện mình lạng qua cái con bô. Các bạn, đây là bô mình đang chuẩn bị setup cho khách, hai trụ như này ở hai bên với hai subwoofer, và đây là Pro 32 mình kết hợp với lại Soundwrap mic Pro Sennheiser và một mic Pro để hát karaoke, còn mic Sennheiser là mình để đánh chuyên nghiệp đó. Mình hẹn các bạn trong video lần sau khi mình set xong, và mình sẽ quay cho bạn thêm một cái video mình lâu rồi mình chưa có test. Nhiều bạn cũng hỏi mình sẽ test hai con sub đem ra ngoài trời cho các bạn xem của Pro 32 như thế nào. Thì hẹn các bạn clip lần sau, đừng quên bấm đăng ký kênh nha. Ok, còn bây giờ thì mình lấy cái em màu, mình sẽ lấy Ngọc Trinh ra mình bóc tách cho các bạn coi, để vô đây cấp điện các bạn, không bạn thông cảm nha. Vô. Rồi bạn quay cameraman thể vô đây, bạn đứng quay là sao mà thấy gì bạn. Để mình cắm điện vào các bạn. Các bạn chờ một tí, em cắm điện vào. Đấy, xoay qua đi, chịu cực. Rồi, bạn camera qua bên phía tay phải đi. Rồi, ok, và mình sẽ lấy cái điện thoại của mình ra. Cho phép Vũ ngồi bẹp xuống nha các bạn, tại vì chia sẻ cái này thì nó hơi dài, ngồi nó hơi đuối. Bạn cameraman ngồi luôn đi. Chứ tải không nổi đâu. Rồi, ok, đầu tiên mình sẽ mở nguồn. Rồi, Electrovoid. Có bị hắt sáng không? Ok đúng không? Ok. Rồi các bạn thấy điện thoại mình đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ vào. Thì để mà các bạn điều khiển được cái con Electrovoid bằng qua smartphone bằng phần mềm và nôm na là một cái mixer trên cái điện thoại của mình á, thì chúng ta sẽ lên vào đây. Chúng ta sẽ truy cập vào cái Wish Smart của EV. Chúng ta tải về, chúng ta sẽ vào nó. Các bạn đừng quên là chúng ta phải kết nối luôn cả Bluetooth nha các bạn. Đây Bluetooth, này mình đang mở kết nối ha. Và rồi các bạn chờ mình xíu. Thì để kết nối connect với con này thì các bạn cần phải sử dụng trên đây. Đây bạn có thể quay lại gần luôn, zoom lấy nét zoom với mình cái. Rồi mình sẽ nhấn vào, bị hơi bị sáng đúng không? Rồi ok ha các bạn ha. Và chúng ta sẽ nhấn vào, đây là cái cổng master, ở đây là chưa có sáng đèn nào, tức là mình đang chưa vào cái channel nào. Mình sẽ nhấn vào, sau đó mình sẽ chỉnh cái nút vô cái phần Bluetooth. Các bạn thấy chữ Bluetooth đúng không? Đó. Bạn có thể quay cao cụp xuống cũng được nha bạn. Đó, cho mọi người dễ thấy đó. Vậy đi. Đó, Bluetooth, và cho mình nhấn vào Enter. Sau cái trong phần Bluetooth này á, mình đã on rồi. Và nó sẽ có hai cái để chúng ta, một là chúng ta là audio là về âm thanh. Hai là Bluetooth về control, thì chúng ta sẽ bấm chữ control bia. Đấy, và nó sẽ đang chạy ba chấm như này, nó đang load rồi các bạn. Thì mình sẽ kết nối vào, rồi mình sẽ sẵn tiện mình luôn kết nối con EV 30M bằng cái Bluetooth audio luôn. Rồi chúng ta thấy là khi mà chúng ta kết nối Bluetooth ở cái bên này có sóng nè. Đấy, điện thoại của Huy hơi dởm xíu, mọi người thông cảm nha. Đó, rồi đó chúng ta sẽ bấm vào đây. Đó, chọn vào thì nó sáng cái chữ apply nè, chúng ta bấm chữ apply vào thì nó sẽ hiện ra được cái cạnh control trên cái này. Đấy, rồi ok, thì bây giờ mình sẽ xoay cái này lại. Rồi để mọi người chờ xíu xem xây nó có nhảy hiểu không. Rồi phần mềm hiểu luôn các bạn ha. Mình sẽ xoay ngang lại. Thì đây là mình xoay ngang lại. Thì ở đây á, thì các bạn thấy không, là sẽ có bao gồm nè, cái volume nè. Volume này là cái volume nè các bạn. Đây là cái phần master nha các bạn, lưu ý nha. Đây là phần master nha. Cái mặc định đây thường thường là phần master. Rồi cái phần này là volume dành riêng cho cái sub. Đương nhiên các bạn nhìn hiểu là ở đây là nó sẽ có một cái sub out. Rồi chúng ta có thể chỉnh được cái sub đường riêng luôn, là sub lớn nhỏ. Chứ không phải là chỉnh ở đây là nó lên cả full nha các bạn. Có thể chỉnh được cái gain của sub riêng luôn. Rồi phần bass nè, phần mid, phần treble của phần nhạc của phần master tổng nè. Đấy đó, các bạn thấy không. Rồi ở đây nó sẽ có một cái đèn. Ở đây á, bình thường cái chỗ đèn các bạn, đây ok thấy nè, là chữ single các bạn ha. Thì cái chữ này khi mà chúng ta bật nhạc lên hay là có tín hiệu đồ vào á, hoặc là đang mở nhạc á, thì cái chỗ này sẽ sáng lên.
Còn cái ô vuông ở phía trên, nếu mà sáng đèn ở phía trên đây luôn, nó sẽ vẫn báo cho mọi người cái tín hiệu, gọi là tín hiệu là limit, nó viết tắt các bạn, LIM, thật ra viết tắt của limit đó các bạn, và single là hoạt động, còn limit là vượt ngưỡng đó, nó sẽ thông báo cái đèn đây. Nên là khi mà chúng ta xài, chúng ta lưu ý là đừng cho nó để sáng hai cái đèn cùng lúc, một đèn thôi ha mọi người ha. Còn ở đây là chế độ mút tổng, mút ở đây là mút tổng. Đấy, mình sẽ đi từng phần nha. Mút tổng có luôn là cắt luôn cả mid, cắt luôn cả tất cả các đường input vào, cắt luôn cả phần nhạc tổng luôn. Đó, nôm na là mút master. Rồi, xong. Rồi, tới đây là các bạn thấy là edit mixer. Thì edit mixer này mình tạm thời mình sẽ chuyển hướng dẫn các bạn sau, mình sẽ đi qua bên đây. Đầu tiên là chúng ta sẽ có nút mút là ở chế độ. Thì ở đây sẽ có cho chúng ta chế độ live. À, chúng ta chế độ club đó các bạn không, chúng ta chọn nó sẽ nhảy đây nè các bạn thấy không, cái đây là chế độ của hãng được set up sẵn các bạn, chế độ nghe nhạc, chế độ hội họp đó các bạn thấy chưa, chúng ta cần chọn thôi. Thì ở đây Vũ sẽ chọn chế độ live hoặc là chế độ nghe nhạc để chúng ta xài. Còn ở đây là mixer, thì mixer nó sẽ cho chúng ta hai cái kiểu chọn, một là chọn cái kiểu mixer bassist, nhưng mà mình sẽ chọn, mình sẽ không chọn mixer bassist mà mình sẽ chọn cái kiểu hệ thống mixer cho các bạn, bassist thì nó sẽ đơn giản hóa hơn. Đó. Rồi, đây là tổng thể của cái giao diện chính khi mà chúng ta truy cập vào, là phần volume tổng, sub, bass, mid, treble của tổng thể của hệ thống loa, mood và đèn thông báo single và limit. Rồi, để chúng ta chỉnh từng channel thì chúng ta sẽ đi vào cái phần edit mixer. Đây, bạn quay thẳng như này là đó, quay đi, đừng quay, giữ nguyên đi, giữ nguyên thẳng hàng nhất có thể. Rồi. Ở đây thì các bạn khi mà chúng ta thấy là ở đây sẽ có những cái line mà hãng đây. Đây là cái line 78 nè, tương xứng nè, mình để cho các bạn xem nè. Đấy, các bạn sẽ dễ hình dung nè. Công nhận cái iPhone này nó đều quá ha, nó cân bằng quá các bạn ha. Đó, các bạn thấy hình dung chưa? Đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy, đây là những cái line đại diện. Còn cái line này là line tổng cho các bạn. Lưu ý cái line mà chữ men này, này tức là line tổng đó, gọi là phần master đó nha. Mọi người lưu ý chỗ này. Đó. Còn live 78 này, cái Bluetooth này hiện tại là đã kết nối nè, và hiện tại chưa có nhạc nên hai cái đèn này nó vẫn báo là nó không có màu. Còn nếu mà hiện đèn vàng lên hoặc là đèn hai đèn sáng, thì nếu mà hai đèn sáng cùng lúc tức là có nghĩa là đang limit cho cái channel đó nha các bạn. Ở đây là hiển thị cho channel nha, còn ở đây là hiển thị cho tổng nè các bạn. Đó, lưu ý. Rồi, thì chúng ta sẽ có 1 2 3 4. Đấy, đơn giản là vậy thôi. Rồi ở đây là sẽ có những chế độ mood để chúng ta mood nhanh. Đấy, mút nhanh. Đấy, mút nhanh, mút tổng. Đấy, mút cho nhạc. Đấy, mút cho channel 5 6 1 2 3 4. Đấy, chúng ta mút nhanh. Đó, phụ ví dụ. Rồi. Để chúng ta setup cho từng channel thì sao các bạn? Chúng ta sẽ bấm vô số 1. Đấy. Thì trong bấm vô số 1 thì cái giao diện ở trước mặt các bạn đây thì sẽ có bao gồm là compressor nè. Effect 1 nè, effect 2 nè. À, chỉnh bass nè, chỉnh mid nè và chỉnh treble nè, đặc biệt là có thể ốc độc lập, có thể chỉnh đưa ra cái ngọn ốc, đây là ngọn này, ốc là ngọn này các bạn ha. Đây, chúng ta muốn đưa ra hay không là chúng ta cho nó bao nhiêu gain đi ra cái ngọn ốc này. Đó, đây là các bạn lưu ý là kênh độc lập nha các bạn, bạn lưu ý giúp Vũ nha để cho mọi người thể hiểu hơn. Rồi, ở đây cũng báo vậy, cũng có chữ mood, cũng có single luôn đấy ha. Còn cái này là bit nha các bạn, cái này là đèn bit cao các bạn, đây chỗ này đó. Rồi cái reset của cái channel 1 là hiện tại là cái gì bạn, ở đây là mình chọn những reset dành cho channel 1. Ở đây reset mình chọn là cái gì, đây chúng ta sẽ chọn nè, nếu mà mình hát mình có thể là blocked 80 Hz nè, đấy. Rồi vocal mid nè, nó tức là nó làm sẵn hết rồi. Rồi vocal filter nè, voice filter nè, nó hội họp nè, chơi guitar nè, guitar điện nè, guitar bạc nè, nhạc cụ percussion nè, live input nè, đấy rất là nhiều, nói chung là hay. Và đây là chế độ flat, tức là chưa can thiệp bởi EQ các bạn ha. Đây chế độ flat đây, nó hiện đây, thấy không? Bị chói quá. À, mọi người lưu ý. Rồi. Đó, Vũ chỉ từng chậm chậm như vậy, cái nào không biết thì các bạn có thể comment bên dưới, Vũ sẽ trả lời cho các bạn về cái phần mềm này, hoặc là gọi đi các bạn, nhân viên bên mình sẽ tư vấn cho các bạn, chỉ cho các bạn. Rồi, Vũ sẽ trở về. Đấy. À, rồi sẵn tiện đây luôn, trong cái này thì chúng ta sẽ so với lại Pro L1 chỗ nào. Thì hiện tại cái này nó sẽ rất là nhiều chế độ và tương đồng với lại Pro L1 Pro 8 với cái phần mềm bên trong. Nhưng ở trong Pro L1 Pro 8 á, nó hay hơn cái chỗ là nó cho chúng ta chọn được cái mic Pro Sure, mic Pro Sense, hoặc là những cái range mà hãng nó đã kết hợp với nhau, nó cho sẵn. Nhưng mà nó lại thiếu những cái low cut và high cut, những low cut như thế này.
đó, nó chỉ bị thiếu cho đó thôi. Thì mỗi cái nó sẽ có điểm mạnh và điểm yếu. Rồi mình boost về. Rồi đây là phần chỉnh bên trong của channel 1. Rồi thì ngược lại thì chúng ta bắt về thôi, chúng ta muốn chỉnh về chúng ta bắt về thôi nè các bạn. Này bắt về đây nè. Rồi mình muốn chỉnh channel 2 đấy. Rồi mình bắt về, mình muốn chỉnh channel 3. Rồi mình bắt về đấy. Cái này là cái timeline để cho chúng ta khi mà chơi nhạc cụ hay là chơi liên tục thì chúng ta sẽ mở mặc định cái này. Còn chúng ta để xử lý từng kênh thì chúng ta sẽ vô từng cái như thế này. Rồi mọi người có thể hiểu ha, nó cũng khá là đơn giản chứ thật ra không khó đâu các bạn. Cái giao diện cũng rất là trực quan. Rồi bây giờ Vũ sẽ chỉ một cái chỉnh trong đây. Một cái hay của cái con này là Vũ đã từng chia sẻ về vấn đề mà chỉnh những cái gain volume như thế này nè, những cái đẩy volume như thế này ở trên cảm ứng, là chúng ta không nên xoay vòng vòng như thế này. Nó rất là nhược điểm của nó là rất là dễ bị vấn đề là bị nhạy vân tay hay bị sai vân tay. Đó, nó bị sai vân tay nha các bạn. Nó bị sai vân tay thì khi mà bị sai vân tay như vậy thì cái này nó sẽ đôi khi là đang chúng ta đang tăng là từ từ lên mà nó lại chạy maximum, hoặc là đang giảm tí xíu mà nó tắt hết tất cả. Thì nếu mà trường hợp này xảy ra trong quá trình mà người ta đang chơi thì nó rất là cục hứng và rất là cọc. Đó các bạn. Đó, nguyên tắc luôn á. Rồi thì ở đây hãng nó cũng rất là hay cái điểm này là khi mà chúng ta muốn chỉnh cái shape này, chúng ta bấm vào đây và nó sẽ có một cái control ở chỗ này. Đây, đẩy lên đẩy xuống các bạn thấy không, nó chạy không? Và phần mềm rất là mượt mà nha, đặc biệt khi chúng ta ở những cái đoạn mà điểm chung á, điểm chính á, thì phần mềm nó sẽ có một cái xúc tác cho cái điện thoại này, nó chúng ta sẽ có điểm nghe điểm rung. Đấy. Đấy, rồi. Mình chỉnh với mọi người cách xài nha, chứ mình không chỉnh với cái cách hay đâu. Cách hay thì mỗi người sẽ có mỗi tai, mỗi người sẽ có một cái gu nghe khác nhau. Nên cái video là Vũ sẽ tổng trọng tâm vào chỉ cho mọi người cách dùng thôi. Và hiểu, thật ra dùng, biết dùng là một phần, nhưng mà chúng ta phải hiểu được cái cơ chế của con này nữa. Tại vì thật ra những cái con boxable như thế này, nó cơ chế nó giống nhau, nó chỉ khác nhau về cái giao diện trực quan và cái thao tác thôi các bạn. Và có thêm tính năng thôi. Đó. Rồi, ví dụ channel 2 nè. Ở đây là hồi nãy là cái một là mid đúng không? Ở đây là mat, là plat nè các bạn không? Nhưng mà ở đây mình muốn cái channel 2 là mình chơi riêng dành cho guitar. Thì mình sẽ để riêng là để chữ guitar classic. Đây. Đó các bạn thấy không? Dành riêng cho guitar classic rồi. Vậy chúng ta chỉ chơi thôi. Rồi, các bạn thấy chưa? Muốn chỉnh cái nào thì chúng ta tăng giảm này với Vũ nha. Vũ chỉnh xong rồi lát nữa cho Huy chỉnh lại, refresh lại. Vũ chỉnh đại thôi. Đó. Tại vì cái này các bạn nói về góc độ, thật ra đánh giá của một sản phẩm á, thì cái góc độ này rất quan trọng. Tại vì khi đưa này là hãng nó cũng có nghiên cứu rất là nhiều, như vấn đề Vũ chia sẻ. Đó, đẩy thẳng như thế này thì chúng ta sẽ không bị vấn đề gì cả. Nhưng mà chứ còn mà cái này nè, đó, cái này mà các bạn mà đẩy cong cong là rất là nguy hiểm. Nên thằng này rất là hay cái điểm này. Mà lỡ mà những trường hợp, những phần mềm nào mà có trường hợp mà cong cong như thế này nè, mà những cái gen đẩy hay là tăng bass shape gì á mà trên cảm ứng á, thì chúng ta nên đẩy theo một hướng thôi, giữ chỗ này, và chúng ta nên đẩy lên hoặc đẩy xuống thẳng và chúng ta có thể nhìn thôi. Chúng ta không nên đẩy như thế này, rất là nguy hiểm cho sản phẩm nha. Đó, đây là một số những cái điều mà thật ra là kinh nghiệm để cho các bạn lưu ý, chứ không đơn giản là mình biết đâu. Mình có đã vị vấp rồi mình phải fix đó. Rồi, ok. Về phần mixer. Đấy, thì tất cả Vũ chia sẻ thì nó cơ bản là như vậy thôi. Rồi, ở con này nó sẽ có FX nè các bạn. Đấy, đây là main tổng nha. Rồi, ok, mình sẽ vô phần FX. Bây giờ FX của cái channel 1 đi, mình ví dụ channel 1 mình vô phòng. Mình muốn cho channel 1 có thêm FX thì ở đây các bạn thấy không? Đây. Muốn ít hay nhiều đây các bạn cho đây nè, FX nè. Và chế độ FX, các bạn thấy chưa? Đấy, FX revert nè, echo nè, đấy. Đó, ok. Rồi, bây giờ mình sẽ muốn chỉnh cho FX này cho một cho từng channel đây. Thì FX ở đây chúng ta bấm phải không? Đây là sơn một tổng nè. Và FX1 Vũ muốn cho FX1 nhiều vợp không? Đây. Guitar ít vợp tí xíu. Còn micro cho cái vợp dài đuôi tí xíu, cho có time nó dài xíu, cho tiếng mình nó mượt và nó liếm những cái cho nó liếm đi những cái từ mà mình không có với được hay là không được mượt, thì cái vợp nó sẽ cứu lại cái phần đó cho cái giọng ca mình nó mượt mạt hơn. Đó, rồi guitar thì vợp đừng có bay bổng quá thì nó giống như là ở trên cung đường vậy đó. Đấy, đơn giản. Rồi, xong. Đây là cái FX1 các bạn. Và FX1 chúng ta rất là hay, hãng này cho chúng ta rất là nhiều chọn nha. Mình đếm, mình cùng các bạn đếm nha. Coi tổng cộng bao nhiêu của effect trên đây. Đây là 1 nha. 2. Rồi khoan nè, 1. Tổng cộng là 22 effect cho các bạn sử dụng nha các bạn. Đây. Đấy, rất là nhiều kiểu. Delay shot nè, reverb nè, plat, long shot gì nè. Rất là nhiều kiểu. Đấy,
Đấy. Thấy chưa? Nhiều đúng không các bạn? Đấy. Đó. Cái này là hay xài nhất nè. Đó. Còn không room cũng hay xài nè. Đó, Echo Reverb Short cũng hay xài nè. Nó gọn hơn, long thì nó sẽ dài hơn, short thì nó sẽ ngắn hơn nha các bạn. Lưu ý chỗ này nha các bạn. À, còn room thì nó kiểu Echo đây. Đây, reverb này nè. Thì cái đuôi gọi nôm na là một cái tên của nó tự đặt đó các bạn, nhưng mà các bạn phải hiểu là khi mà chữ long thế này tức là cái đuôi của cái retime á, cái time á, time của vợp á, cái đoạn đuôi phía sau nó sẽ dài hơn, còn short thì giống như là chúng ta chụp ảnh quay phim những short ngắn, và video sẽ có những video dài và những video short, nó là viết tắt vậy thôi. Âm thanh chúng ta có thể áp dụng từ những ngành khác đưa vào đây, thật ra nó cũng là một cái cách đặt tên thôi chứ không có khác nhau gì cả. Đấy, rồi ok rồi FX2. Đặc biệt cái con này nó được cho chúng ta xài hai FX song song. Hả? À, thì hồi nãy là FX1 nè phủ cho nó khoảng tầm 50%, khoảng âm 8 decibel cho FX1 là mình sử dụng reverb đi. Rồi FX2 nôm na là vũ cho nó là delay đi, mình vũ ví dụ thôi nha. Cho đại gì đi. Để coi delay đâu rồi. Bấm coi. Kiếm con này không có delay, FX2 nó không có delay đây thì có thể nói chung là một cái FX2. Chúng ta sẽ tăng lên khoảng tầm hết full hay hoặc là ít ít tí xíu thôi, ví dụ như vậy. Hôm nay là chúng ta đang chạy hai FX song song đó, các bạn thấy chưa, thì rất là đơn giản thôi. Rồi ok, thì đó mình đã chỉ các bạn xong từng kênh chúng ta có thể thả FX vào như thế nào đầy đủ rồi, chúng ta khá là tương đồng rồi, FX2 như thế nào rồi. Thật ra các bạn thấy không, các bạn nó cực kỳ đơn giản luôn. Rồi thêm một cái nữa cho các bạn, đây là cái FX cái ốc này nè các bạn. Ví dụ như là Vũ lấy ngọn ốc này Vũ làm ghi âm đi. À, ví dụ đi, làm cái loa kiểm âm đi. Thì Vũ muốn kiểm âm cái loa đó bao nhiêu đeo vào tai nghe, hay là muốn ốc ra để làm một file ghi âm đi, thì nó sẽ có test được, ví dụ mic lớn hơn tí xíu, nhạc vô tí xíu, guitar vừa thôi. Nhiều khi guitar lớn quá, guitar ở ngoài live nó khác, mà guitar mà ghi record lại là chất là cái gain nó khác nha các bạn. Chúng ta đừng có hiểu lầm ở cái record ở ngoài là nghe vậy được, rồi cái record đi ra đúng vậy nha. Thật ra chúng ta phải kiểm âm lại, năm nay là cái ốc chúng ta phải kiểm âm lại. Đấy, chúng ta hạ xuống như nào để cân đối hài hòa lại, thì chúng ta test một hai lần để cho ra một cái chuẩn. Sau đó chúng ta sẽ có một cái cần gọi là cần master đường ốc. Đấy, chúng ta muốn lớn, muốn tăng tổng lớn tổng thể của đường ốc á, hoặc là record á, thì chúng ta tăng cái này. Còn cái setup là chúng ta phải setup từ ban đầu. Đầu tiên chúng ta phải setup từ thứ tự từng kênh từ channel trước. Sau đó cân đối hài hòa được cái nền nhạc, micro và nhạc cụ cho nó hài hòa với nhau, không có được cái tiếng này nó át tiếng kia át tiếng nọ. Sau đó chúng ta mới xử lý cái phần ốc này, ốc tổng master này. Đơn giản vậy thôi. Rồi cái đường ốc này ta mút hết tất cả, đơn giản vậy. FX cũng vậy, khi mà chúng ta sáng cái đèn lên tức là tổng hệ thống FX nó bị là nó bị mất đó, rất đơn giản các bạn ha. Rồi đó, mình thoát ra rồi thì các bạn thấy chưa, thì nó cực kỳ đơn giản luôn, cái phần mềm là cực kỳ trực quan và rất là dễ cho mọi người sử dụng luôn. Đấy, mọi người có thể xài và thoải mái đó. Và sau khi mà chúng ta xài, chúng ta sẽ rename nè, update firmware cho loa mình cũng tất cả mọi trên đây nè. Rồi chúng ta cái cài app nè, rồi chúng ta có thể record lại cái reset của mình nè. Rồi lấy file từ những file setup, ví dụ như chúng ta có những cái buổi tiệc ở cái phòng đó là 10m² và ba ban nhạc, và chúng ta đã setup up cho band đó rồi. Sau ngày hôm sau chúng ta đi qua một phòng trà khác với một band khác, live khác và những cái setup khác, thì chúng ta có thể sell lại, và đến cái ngày giai đoạn chúng ta đặt tên, chúng ta sell lại, ví dụ đi nha. Vũ đặt tên là Thiên Vũ nè, đúng không? Đó, xong rồi mình làm bán ba khác, đặt tên là tên khác. Ví dụ là ví dụ như ba phòng trà nào đó, hát live, ví dụ gì đó. Vũ Di Đại gì ha, R đi ha. Rồi mình bấm xong. Thì khi mà xong như vậy nó sẽ lôi ra, và đến sau về sau mình muốn lấy cái sản phẩm ra, mình chỉ bấm vô chữ record. Mình đấy nè, đây. Record nữa. Đấy nè, chúng ta lôi cái reset ra, chúng ta chọn ba quận nhất. Cầm phim cái xong. Rồi xong. Cái lần sau chúng ta đi qua cái 3 quận 2, chọn số 3, cầm phim cái xong, nó lôi ra. Khỏe quá. Rất hay, và giao diện rất mượt, các bạn thấy trên đây là mình làm rồi đó. Ở đây mà chúng ta mà có iPad nữa thì chúng ta có thể control, và chúng ta có thể làm chủ được cái con loa và hệ thống mixer này, rất là đơn giản và rất là dễ dàng. Không, quá dễ dàng đúng không các bạn? Đấy, để chúng ta nhìn, nhiều khi khách hàng mà chúng ta nhìn vào cái này thì nó sẽ rất là rườm rà. Đó, rồi đó, như vậy là Vũ đã chia sẻ xong cái cách sử dụng đầy đủ nhất trên cái app, và chúng ta có thể làm chủ được cái
cái dòng loa portable này, Columbia EV30M đó, chúng ta sẽ chơi phòng trà, phòng hát, hoặc là chúng ta vừa cho thuê, hoặc là những anh chị nào hát hay, hay là những bạn bè mà chúng ta muốn luyện hát rồi chúng ta dùng những con này để luyện, thì chúng ta có thể tự làm chủ những cái hệ thống này tại nhà một cách rất là chuyên nghiệp. Rồi về cái control thì trên đây nó điều khiển hết rồi. Thật ra cái này chúng ta chỉ cần mút đồ này nọ linh tinh lăng đăng thôi, chúng ta dùng điện thoại điều khiển nó sẽ nhanh hơn nếu mà chúng ta chơi. Còn thật ra cái con này thật ra chúng ta chỉ cần một là tăng volume, nhấn vào số 1 sáng đèn lên, tăng volume, tức gọi là dục điện thoại đi, chúng ta tăng volume gain lên, chỉnh bass treble rất là nhanh, và chúng ta kết nối Bluetooth, chúng ta nhấn giữ lúc này khoảng 3 giây là chúng ta kết nối được Bluetooth và chỉnh được volume bass treble của nhạc tại đây một cách đơn giản, cực kỳ đơn giản. Rồi ok, bây giờ thì Vũ sẽ chia sẻ cơ bản sơ cho tất cả các bạn. Chúng ta sẽ vào trong cái phần cơ này vào một số thao tác cơ bản để cho mọi người có thể dễ dùng, nếu mà chúng ta có cần vướng hoặc xử lý nhanh thì chúng ta sẽ dùng như này. Mời bạn cameraman thầy quay gần nhất có thể trên cái mảng này, lấy giúp mình từ cái cụm này và cái cụm này, quay chú xuống, đúng rồi, để thẳng nhìn thẳng được thấy màn hình nhất có thể, gần vào để Vũ lột cái tem ra nó bị chói. Rồi ok chưa, ok chưa bạn? Rồi sát nữa đi, không cần xa về đâu, sát vào nữa đi. Rồi ok đấy, mình Vũ che cái này lại nha, để đấy ok. Rồi Vũ sẽ chỉ các bạn cơ bản. Thì thứ nhất á, để chúng ta chỉnh được channel số thứ nhất á, thì chúng ta sẽ bấm vào đây, nó sáng đèn đây, chúng ta nhấn số 1. Khi mà đèn số 1 sáng thì đồng nghĩa chúng ta đã biết là cái cần volume này là cái cần vô cực, và chúng ta sẽ tăng volume, giảm decibel. Các bạn thấy đang volume không? Đây các bạn thấy decibel đang giảm không? Đây vị trí này. Đấy, đang giảm chưa? Rồi, Vũ muốn đây chỉ là volume thôi nha, đó xử lý nhanh để tăng giảm lớn nhỏ thôi, cũng khá là hay. Để muốn chỉnh chuyên sâu cho cái channel 1 này làm gì? Thì chúng ta sẽ nhấn enter vào. Đấy, và nó sẽ ra reset. Enter vào là chúng ta chọn và chúng ta chỉ cần xoay thôi nè. Đấy. Blocker 80. Locate 120 là những gì y chang trên điện thoại mình đã làm thì nó sẽ show ra đây, và một thao tác cực kỳ trực quan. Rồi bộ chế độ rát xong, enter xuống hàng đấy, và đây là com đấy, đúng không, tăng giảm com bao nhiêu đấy, hãng nó làm sẵn hết rồi, enter đấy, shape pad nhấn vào, tăng giảm âm là giảm, dương là tăng, còn không là 12 giờ, đơn giản. Rồi bass mid shape fx luôn, cho fx nhiều hay ít tùy đấy, bấm xuống tăng giảm fx 2 ít hay nhiều vào, cho thêm ấm vào xong, enter xuống xác nhận đã xong, ốc ít cho out ra nhiều hay không nhiều, thêm vào lớn nhỏ tùy thích. Rồi fx rồi x đi ra ngoài chơi đó. Rồi ok đó, thấy chưa, các bạn thấy chưa, inbox 1 là mình đã xong rồi đó. Như vậy còn khi mà đã tất cả các đèn này mà không sáng á, thì đồng nghĩa với việc là cái volume này là của master tổng nha các bạn, là volume của master tổng nha. Các bạn lưu ý giúp mình nha. Đó. Lưu ý giúp mình nha. Còn khi mà cái đèn nào sáng thì cái volume này sẽ chuyển dành cho cái sử dụng channel đó. Đây, mình chỉnh Bluetooth, nhấn vào channel 78 khác liền. Ở đây hiện 78 nè. 56 hiện 56 nè. 3 nè, hiện 3 nè. Rồi ok chưa? Bấm vào đây. Đó. Nhấn vào. Rồi, ok. Tất cả các kênh như nhau. Rồi, bây giờ một cái nữa là một cái chỉnh nữa, đó chính là chỉnh vào cái setup phần trung tâm của cái master tổng. Rồi, đèn ở ngoài này mình tắt đèn nha. Đây, đây là master tổng các bạn. Nếu mà chúng ta thấy được cái line mà 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi, ốc M là viết tắt của master, A là trực của ốc. Đấy, kênh 7 8 5 6 1 2 4. Đấy là tín hiệu. Thì đây là hiện tại đang giao diện của master tổng, và để chúng ta setup nguyên tổng thể của con này chúng ta nhấn enter vào. Đấy, thì nó sẽ có mixer, thì chúng ta chọn bassist hay là cái gì đó là như trên kia, chúng ta mixer đi. Rồi chế độ mình chơi là chế độ live band hay là chế độ nghe nhạc hay chế độ họp hay chế độ club gì đó, tùy chúng ta. Đấy. Các bạn hình dung chưa? Rồi mình chế độ live enter. Rồi. Tiếp tục là main level là master tổng nha các bạn. Rồi cái main các bạn. Rồi cái ốc tổng đi ra, sub gain sub, bass mid shape của tổng thể của master, bass mid shape tổng thể của master, main EQ đấy, bao nhiêu chúng ta muốn cắt, bao nhiêu tăng giảm, đây nó có equalizer cho đây cho các bạn luôn nha. Đây
chúng ta bật, chúng ta được quyền tắt nha, không xài là nó sẽ chế độ Fraps. Còn nếu mà chúng ta muốn tăng một cái giải tần nào, ở đây là mình đang giảm 120Hz, đây là ví dụ thôi nha. Đó, rồi xong rồi mình muốn bass nó mềm hơn, sâu hơn thì mình đánh cho ở giải tần nào đó, tăng cái giải đó. Ok, đấy. Còn hãng là chúng ta không được chỉnh cái giải tần nha các bạn. Nhưng mà chúng ta được tăng giảm cái gain của cái giải tần này. Những giải tần 1 kg, 2 kg rưỡi, 6 kg, 12 kg và reset cho refresh bass về hết. Ốc EQ cũng được luôn, chỉnh được cái ngon ốc luôn, độc lập. Tức là đầu nghe và đầu ốc nha các bạn ha. Rồi mình bắt về. Rồi FX1, FX2 của Master thì cái này là các bạn không nên xài các bạn. Tổng thì chúng ta không xài gì. FX chúng ta có bật hay không? Có. Nè, ốc out nữa nè các bạn. Đó. Mid out nữa nè, Bluetooth. Đây. Nó control Bluetooth để kết nối nhạc, nhưng mà chúng ta có thể bấm thao tác nhanh ở ngoài đây rồi, nên chúng ta không cần phải vào đây. Đơn giản. Ê, sorry mọi người. Đây. Rồi LED màn hình là gì? Là cái chợ LED limit tối đa, là tức là hiện limit nè các bạn, tức là nếu mà limit nó sẽ báo on. Còn này là xin lỗi mọi người, để mình back về. Còn ở đây là display, đấy, đây là contrast thì nó na là nó chỉnh về cái phần màu này, phần màu của cái đèn led này thì tùy mọi người chỉnh nha. Rồi store là những cái file reset như Vũ nói nè, Thiên Vũ nè, AR nãy như các bạn nhớ trên điện thoại mình làm chưa, thì nó nằm đây hết nè. Và chúng mình muốn lo này là lưu cho các bạn, lưu ý kỹ nha, ta set up xong rồi store tức là chúng ta lưu nha. Đó, rồi xong mình back về, mình trả lưu gì đây cả, back về. Rồi mình muốn lấy ra sao, đấy vào đây lấy record mà lấy ra đấy, dễ các bạn, quá dễ, không có gì khó cả. Rồi reset tổng thể là nó mặc định về nhà sản xuất ban đầu. Trời ơi, hôm nay clip này quá đầy đủ luôn các bạn, các bạn mà nhìn này mà các bạn không biết làm nữa là Vũ hết biết cái cách chỉnh rồi. Đấy, exit xong. Ok. Và cái con này đặc biệt là khi chúng ta đợi đâu đó khoảng 30 giây một phút là nó sẽ tự khóa, thì chúng ta muốn là chúng ta vặn master không được. Mà chúng ta mà muốn chỉnh được, chúng ta nhấn vào một cái thì nó sẽ mở khóa, sau đó chúng ta mới chỉnh được nha các bạn. Thì cái này cũng có hay, lỡ mấy người bạn mình nhậu xỉn xỉn không biết cái vô tình vặn cái master luôn là bay cái loa của mình. Thì một cái tính năng này là một cái tính năng cũng rất là hay và an toàn và bảo vệ cái tài sản cũng như là cái sản phẩm của mình cho cái người mua hàng cũng rất là hay, nên chúng ta nên chia sẻ biết về vấn đề này cho những người bạn của mình. Ok. Ui, clip bao nhiêu phút nhỉ? 20 phút rồi, hơn rồi đó các bạn. Các bạn thấy là mình dành thời gian ra nãy rất là khô họng luôn. Nói chung là chỉ một cách là dân dã nhất, chỉ một cách là dễ hiểu nhất. Mình mong cái video này sẽ giúp được nhiều bạn và những nhiều anh em làm âm thanh mà chúng ta có kinh doanh cái sản phẩm này, thì chúng ta sẽ có nắm rõ về phần góc độ kỹ thuật và làm chủ sản phẩm này để chúng ta có thể tư vấn cho khách hàng, hoặc là chúng ta có thể set up cho khách hàng một cái gì đó ngon nhất. Còn khách hàng nếu mà thấy video này tự làm được, mà nếu mà thấy video hay và hữu ích cho các bạn thì đừng quên bấm like và share cho kênh Thiên Vũ Audio. Mình sẽ làm nhiều video hay hơn cho các bạn cùng xem. Bye bye.